việc một tựa game di động trước khi ra mắt chính thức sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm để hoàn thiện mình trước khi ra mắt rộng rãi cho game thủ trải nghiệm. Tuy nhiên, việc phải chờ đợi một tựa game quá lâu hay là những phiên bản thử nghiệm giới hạn địa lý đã phần nào làm cho con chơi hụt hẫng vì không được thử tựa game mình thích. Tất nhiên, ai cũng muốn được chơi game ngay, và việc phải chờ đợi sẽ phần nào làm giảm sự hứng thú, thậm chí là từ bỏ nếu nhà phát triển quá chậm trễ trong việc phát hành game. Tuy nhiên, trong video này sẽ không xuất hiện những tựa game như vậy, mà bất kỳ sản phẩm nào mình giới thiệu sau đây chỉ cần một vài bước tải về là bạn có thể trải nghiệm ngay, mà không phải chờ đợi hay đăng ký rườm rà mất thời gian. Tuy nhiên, sẽ có những game không nằm trên Google Play hay iOS, và bạn chỉ cần mất công một xíu là có thể trải nghiệm được chúng. Invited Lasso. Mới đây, tựa game này đã phát hành chính thức trên cả Android lẫn iOS. Game cho người chơi điều khiển nhân vật kỵ sĩ thời Trung Cổ và chiến đấu tay đôi với đối thủ khác thông qua góc nhìn thứ ba. Thật sự, đồ họa 3D cao cấp của nó tỏa ra lôi cuốn, với những pha chuyển động khi giao chiến tỏa ra mượt mà và có sức nặng. Ngoài ra, cơ chế chiến đấu của nó tỏa ra tinh tế, khi đòi hỏi nhiều kỹ năng phán đoán để đưa ra chiến thuật hợp lý. Tuy nhiên, lưu ý rằng thanh thể lực của nhân vật là có giới hạn và sẽ tụt rất nhanh nếu hoạt động nhiều. Vì thế, game thủ không thể liên tục tấn công hay phòng thủ mãi. Vậy nên hãy linh hoạt trong từng tình huống, hoặc thậm chí lợi dụng điều này đánh bại đối thủ. Và cuối cùng, điểm thú vị nhất của game là mỗi hành động sẽ tương ứng với một dạng thẻ bài kỹ năng, và bạn cần nâng cấp cũng như sưu tầm chúng để mang đến những pha combo chặt chém đầy mãn nhãn. Dead or Alive Mobile. Sử dụng bối cảnh diễn ra sau bản game Dead or Alive phần 5. Tuy vậy, thay vì áp dụng lối chơi đó vào đài quen thuộc, thì bản mobile này sẽ tập trung việc sưu tầm thẻ tướng, với dạng vật đông đảo đến từ bản từ nhiệm của thương hiệu này. Tất nhiên, đặc sản của dòng game này vừa được giữ nguyên trong phiên bản mobile, chính là fan service minigame với hệ thống nhân vật toàn là cái xinh. Lúc này, bạn có thể mua thêm nhân vật mới và trang bị cho họ những bộ trang phục tươi mát đầy thư giãn. Lối chơi chủ đạo của nó vẫn là nhập vai đánh theo lượt, với tính năng phát triển cho bởi cho nhân vật được cùng nhau chiến đấu. Game có áp dụng thao tác bán thủ công khá dễ dàng, để người chơi có thể tạo nên những đòn combo đặc sắc, mang đậm tính giải trí ở những lượt đấu của mình. Thế nhưng cũng chính điều này đã làm cho những fan của thương hiệu này thất vọng, khi mà tựa game yêu mến của họ bị thương mại hóa đến thảm hại. Cover Fire là tựa game bắn súng có nhìn sau lưng hoàn toàn miễn phí. Game phát huy toàn bộ ưu điểm tốt nhất về mặt đồ họa, đi kèm cốt truyện ấn tượng nói về những quân nhân kháng chiến đang chống lại thực độc tài âm mưu làm bá chủ hành tinh. Bằng việc thay đổi luân phiên ba nhân vật, mỗi người đều có khả năng sử dụng những loại vũ khí khác nhau, sẽ phù hợp với từng nhiệm vụ mà game yêu cầu. Những nhiệm vụ này cũng được xây dựng tương đối phong phú, như là thoải mái xả đạn vào quân thù bằng súng trường tự động, hay trừ khử nhân vật quan trọng từ xa bằng khẩu súng bắn tỉa, hoặc cũng có thể là tạo ra vụ nổ làm mất tập trung quân thù, nhằm thâm nhập và đánh cắp những thông tin quan trọng dễ dàng hơn. Và liệu rằng đến với cuộc kháng chiến cam go trong game, thì bạn có thể tồn tại được trong cuộc chiến đẫm máu này? Godzilla Defend. Chính cái tên cũng đã nói lên chủ đề của tựa game này. Theo đó, bạn sẽ trong vai người bảo vệ thành phố, thông qua việc củng cố hệ thống căn cứ và xây dựng biện pháp phòng vệ để ngăn chặn sự tấn công của những giả thú từng xuất hiện trong Godzilla. Tất nhiên, người chơi sẽ không đơn độc một mình để chiến đấu, mà được hỗ trợ bởi những đồng minh mạnh mẽ như Mecha Godzilla. Trong quá trình trải nghiệm, bạn sẽ nhận về phần thưởng để mua thêm vũ khí,
nhằm chống lại thế lực bên ngoài một cách hiệu quả nhất. Thậm chí game còn cho phép bạn thuê thêm một số loại Godzilla về đội hình của mình, để khi cần thì gọi chúng ra chống lại những quái vật dã tâm khác. Đặc biệt, người chơi sẽ bắt gặp những biến thể khác của Godzilla, đi kèm những thông tin bổ ích và thú vị được hé lộ. Đối với người chơi game là fan hâm mộ của thương hiệu này. Sogun Empire. Tựa game này sẽ đưa bạn vào cuộc chiến quyền lực tại sở hoang đảo Nhật Bản. Ở đây thì tướng quân hay được gọi là Shogun, là người có quyền lực cao nhất từ sau Nhật Hoàng. Và đó cũng là mục tiêu tối thượng để bạn và gia tộc của mình hướng tới. Trong hạng mục chiến dịch của game, bạn sẽ gia nhập vào một trong 15 gia tộc lịch sử. Nhiệm vụ là chinh phục khu vực mới, rèn luyện binh lính để bảo vệ và tăng tầm ảnh hưởng của mình. Bên cạnh đó, người chơi cũng cần thành lập liên minh, tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ, để từ đó cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội của mình. Vì thế hãy phát triển kinh tế quân đội một cách mạnh mẽ, để cuối cùng xây dựng nên một quân đội không ai có thể đánh bại. Hơn hết, tựa game này còn được lồng tiếng chỉnh chu, với đơn vị quân và cảnh quan thiết kế theo cảm hứng ngoài đời, sẽ giúp bạn cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của sở hoang đảo. Overheat. Thực tế, tựa game này được phát triển dựa theo bom tấn chặt chém hàng không của Nexon và là phiên bản ngoại truyện của Heat chứ không phải phần nối tiếp. Tại đây, game sẽ đưa người chơi đến không gian fantasy rộng lớn với những cuộc phiêu lưu kỳ thú cũng như chiến đấu với thế lực xấu xa. Về mặt gameplay, sản phẩm này yêu cầu người chơi phải bố trí đội hình và điều khiển dạng vật dụng kỹ năng theo ý muốn. Trong trận, người chơi có thể tự mình kích hoạt kỹ năng đặc biệt để tăng lượng sát thương và hiệu quả khi chiến đấu. Và bên cạnh phần nhiệm vụ cốt truyện, game còn mang tới nhiều phần chơi thú vị khác, bao gồm chế độ hầm ngục thủ thành hay là đánh boss thế giới, cho bạn tha hồ khám phá không gian rộng lớn của game. Và sau khi ra mắt phiên bản Hàn Quốc trước đây, thì Nexon một lần nữa công bố phiên bản quốc tế của nó. Tuy nhiên vẫn chưa đi kèm tiếng Việt cho bản chính thức lần này. Soul Walker Zero. Kết thúc thử nghiệm và đi vào hoạt động chính thức, tựa game này được phát triển dựa theo phiên bản gốc cùng tên trên PC. Tuy nhiên bất ngờ lần này đơn vị tạo ra nó là Vision Pro khá lạ lùng chứ không phải là Line Game. Tất nhiên cái vẫn áp dụng cốt truyện phong cách của đàn anh, đi kèm những pha đánh đấm liên hồi trên màn hình cảm ứng, và những màn combo này tạo ra hoành tráng cũng như nhanh tới mức làm mờ cả mắt của người chơi game. Tuy nhiên đặc biệt những yếu tố đặc trưng của thương hiệu đã làm nên sự hấp dẫn khó cưỡng của Soccer Online trước kia, lần này được nhà làm game lồng ghép khéo léo vào một sản phẩm di động, đi cùng nền tảng đồ họa anime đẹp mắt tất nhiên không thể thiếu, và xứng đáng là tựa game đề tài anime mà bạn không nên bỏ qua. Tom and Jerry Joyful Interaction. Được cấp phép bản quyền từ tay Warner Bros. Và sau một thời gian thử nghiệm trước đây, thì bây giờ tựa game này đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên đáng tiếc sẽ là tựa game dành cho nội địa Trung Quốc. Lối chơi chủ đạo trong game vẫn là những màn rượt đuổi quen thuộc. Người chơi sẽ trong vai Jerry để thu lượm phô mai và cuối cùng làm mọi thứ để trốn khỏi chú mèo Tom đang truy lùng cho căn nhà. Sau khi hoàn thành những màn chơi này, người chơi tham gia có thể nhận về phần thưởng và mở khóa trang bị mới cũng như skin quần áo và trang phục tương ứng. Đặc biệt bạn cũng có thể lựa chọn trong vai chú mèo Tom và cố gắng truy lùng cho bằng hết bốn chú chuột là người chơi khác cho mỗi ván đấu. Tại đây game thổ sự trợ giúp bởi những vật dụng phân bố ngẫu nhiên và bản thân mỗi chú mèo sẽ mang cho mình những kỹ năng khác nhau. Tóm lại có thể nhận ra lối chơi của nó khá tương đồng với Identity 5, tuy nhiên lại sự cốt truyện và đồ họa tươi sáng hơn nhiều.
Super Mecha Champion. Theo đó, vừa qua tựa game này đã công bố phiên bản chính thức, và mặc dù đi kèm hỗ trợ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng nó vẫn chưa có mặt trên kho ứng dụng của Việt Nam, và bạn chỉ có thể tải game trải nghiệm thông qua file APK và chuyển đổi store sang Philippines với thiết bị iOS. Theo đó, tựa game này vừa áp dụng lối chơi đấu trường sư tử quen thuộc, mang phong cách anime từ nhân vật cho đến đấu trường súng ống. Thậm chí người chơi sẽ được mở khóa và lựa chọn người máy chiến đấu, chúng sở bộ kỹ năng và sức mạnh tỏa ra vượt trội để bạn có thể chiến đấu chống lại những tay chơi khác. Chính vì vậy, một cuộc chiến trong game không chỉ đơn thuần là cuộc chiến của 100 con người, mà còn là cuộc chiến của những mecha được điều khiển bởi game thủ, từ đó tạo nên những màn chiến đấu đậm chất hành động. Ngoài ra, link tải game bạn có thể tìm thấy đầu tiên trong phần mô tả. Và nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi cầu và những câu hỏi liên quan tới fanpage. Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy thích video này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.